Rồi, xin được phép chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm cái video mà nó liên quan tới vấn đề mà kiểm tra ga. Tại vì sau khi mà mình tiến hành bảo trì rồi á, thì chúng ta cần phải kiểm tra ga để coi coi cái lượng ga nó có đủ hay không, hay là nó có những cái hiện tượng lạ như là đóng tuyết, rồi thiếu ga hay là kêu lớn. Thì đồng thời chúng ta sẽ lên trên đó để kiểm tra lại. Đây là cục nóng, cái này là con Panasonic Inverter nha quý vị. Đây, Panasonic Inverter ha. Mà ga chúng ta sẽ kiểm tra là coi là ga 410 nè. Bạn thấy không? Đó, ga 410 thì chúng ta cần phải có cái bình ga 410 để sẵn vậy nè. Đây, ở đây mình chuẩn bị. Thì khi mà kiểm tra ga đó thì chúng ta có thể ở nhà tự làm được. Thì bằng cách đó là bây giờ mình sử dụng cái mỏ lết để mình mở mấy cái độ ra, rồi vít ba ke nữa đầy đủ. Đồng thời các bạn là sử dụng cái đồng hồ đo ga. Đây, vít ba ke, đồng hồ đo ga như thế này. Cái đồng hồ đo ga này nó sử dụng cho cái ga 410 và ga 32. Thì ở đây mình sử dụng cho ga 410 là cái máy đó. Thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra đo ga như thế nào. Thì các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta sử dụng dây nè, có một số anh em ta sử dụng cái loại dây mà nó được kết nối như thế này ha, ví dụ nó sử dụng thêm cái đầu đầu lớn, đầu nồi phi phi nồi phi 8. Còn cái bản thân của cái ống dây ga này là phi 6. Vậy cho nên chúng ta nếu muốn xài cái đó đó mà không có thông qua một cái van này, gọi là van van chống chống bị phỏng tay nè. Van này van van đo ga chống phỏng tay thì kết nối vô trong cái đầu này ha, nó có sử dụng một cái van ở chỗ này. Nếu mà chúng ta dùng cái này vẫn được và đồng thời chúng ta sử dụng cái này cũng được, cũng không sao. Đấy, thì có hai cách đó. Ví dụ như mình kỹ thì mình dùng cái van này, cái van này để chút xíu nè, chúng ta dặn nó vô, dặn như thế này nè đó, rồi bắt đầu chúng ta xả nó ra về để mà cho cái lượng ga nó qua đây, như thế này cho ga nó qua. Tại ở đây thì dặn siết chặt trở lại, quý vị thấy không, thì mình kết nối vô trong đây như thế này đó, kết nối như thế này nè, để chúng ta kết nối như vậy nè, để chúng ta đo cái lượng ga của cái máy nó như thế nào ha. Rồi khi mà ok rồi bắt đầu mình tiến hành mình xả gió ra, xong bắt đầu mình mới hí nhí nhẹ cái này lên để cho cái lượng ga nó lòn vào đây, đuổi rối ra, thì mình kết nối vào trong cái bình ga để mình sạc. Mình chỉ sạc ga khi cái trường hợp các bạn biết không, mình nó bị hụt. Ví dụ như cái con này nè, là khi mình đo lên, nếu mà tình trạng của nó khi mình bảo trì xong rồi mình vẫn thấy nó kém lành, mình kiểm tra là ga lại. Nếu mà cái ga của con ga 410 này nó tầm khoảng chừng 100 hoặc là ít hơn 100 thì có khả năng nó sẽ bị thiếu ga. Thường thường những cái con này là tầm khoảng chừng đâu là 120 cho đến 130, 101 vẫn ổn ổn, nhưng mà cái lượng ga nó còn hơi thiếu, nhiều khi nó bị nó dễ dẫn đến tình trạng là nó ngắt. Ngắt cái đuôi nóng là do cái đầu dò của nó cảm giác nó cảm biến là nó thiếu ga, nó không có đủ là nó sẽ ngắt sớm hơn. Hai các bạn ha, thì chúng ta lưu ý gì đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên. Mình sẽ sử dụng cái này cũng được, mà các bạn dùng cái đầu kết nối nè, cái phi nó lớn hơn, cái phi này phi 8. Đây cái đầu phi phi này phi 8 và đây cũng vậy phi 8. Bản thân của cái dây ga là nó phi 6 thôi, chưa có đủ, vậy cho nên chúng ta sử dụng cái đầu này. Đấy, mình kết nối vô, mình lấy mỏ lết mình siết nó lại ha. Các bạn lưu ý nha, ở đây nó cầm dây này nó không có xúc bắp nè à, ta kết nối vô được nha. Tại vì bản thân đây có xúc bắp, mình kết nối vô đây, mình lấy cái mỏ lết mình siết chặt cái lại nha, chứ để thôi nó không kín là nó sẽ xì. Trước khi mà chúng ta tiến hành á, là chúng ta hãy lưu ý một điều vậy, là mình phải cho máy nó chạy thì mới kiểm tra đó, độ chính xác nó có. Chứ nhiều khi nó máy mà không hoạt động, cái áp suất ga rất là cao, khi chúng ta dặn vô thì cái ga nó xì xì dầu xì mỡ tùm lum á. Và lại thứ hai là cái điều nè, cái con này con inverter cho nên nó dễ bị rò điện và điện nó giật. Thì mình cũng sẽ làm cái video clip để xử lý cái sự cố mà bị điện giật, bị rò điện ở cái đuôi nóng, thì sẽ làm một cái video tiếp theo để cho các bạn nắm bắt. Bây giờ chúng ta sẽ leo lên trên này, mở những cái ốc nhất là ra đây ha. Ok nha. Để mình quay gần đây các bạn biết. Chút xíu mình sẽ mở cái này ra trước, cái nắp này. Cái nắp này ra trước. À, đó đó, bắt đầu mình mở dưới đây ra. Để các bạn lưu ý trước khi chúng ta nạp để coi cái ga nó là ga gì. Có những cái dòng máy bây giờ nó giờ gồm hai loại là ga 410 và ga 32. Chúng ta phải lưu ý kỹ chừng đó nha. Đây cái ga là ga 30, ga là ga 410 nè. Đây con inverter. Đấy, ga là ga 410 thấy không? Đó. Thì chúng ta sử dụng bình ga 410 mà khi mà sạc ga vậy phải đủ gió cho kỹ, chứ nếu không nó gây tình trạng, nó dẫn đến tình trạng mà không đủ gió kỹ là nó bị ngạt. Ngạt vậy sẽ ảnh hưởng tới cái độ lạnh và nó báo lỗi nha. Bây giờ mình sẽ lên mở. Đó, cho quý vị coi. Siết cái này vừa, siết vừa thôi, mình đo nó.
Đồng thời chút xíu chúng ta sử dụng ampere để đo cho nó bao nhiêu, dòng điện là bao nhiêu. Cái này hết pin này. Đó, bây giờ vậy ha, chúng ta sẽ kiểm tra lại nè, mình gắn cái đồng hồ vô đây vừa nãy nè. Ok ha, các bạn phải đảm bảo là cái chỗ này nè nó không có bị xì nha. Đó, chỗ này phải rồi cứng lại, đúng ra phải kẹp ampere vô đây một trong ba cái sợi này để mà mình kiểm tra cái dòng điện cho nó chính xác. Và chúng ta thử nhìn áp suất ở đây nè. Đây, cái áp suất này là 200 psi, là cũng cái này nó chưa tăng tốc đó nha quý vị. Đây 200 psi nè, ha, con này chưa tăng tốc thì tạm thời đỡ ổn rồi, chỉ là một dấu hiệu mà chúng ta nhận biết được là coi cái máy nó có đủ ga hay không, là sau khi nó đợi cho nó đá cái đuôi, nghĩa là điện nguồn từ trong cái đầu lạnh nó ra nó đá cái đuôi một cái. Thì các bạn để ý đây, nó sẽ có cái hiện tượng nè, đơm mồ hôi ở trong cái van đầu về. À đây nè, đó, nó hơi lạnh chỗ này nè, và nó ướt, nó có nước ở chỗ này nè. Đó, thì cái chỗ này, cái điều này đó là nó chúng cho mình biết á là cái lượng ga trong cái máy nó đủ rồi, không có cần phải nạp thêm. Nếu như tình trạng mà ở trên cái đầu nhỏ này nha, nếu mà nó đóng tuyết trắng thì rõ ràng là nó bị thiếu ga nha quý vị. Cho mình coi này lại cái siết chặt này. Đây, coi như xong hết tất cả, nó lên tới 200 psi nè. Ngắt đuôi à. Cái đuôi này nó đầu nó ngắt chút xíu nó chạy trở lại. Đợi xíu nó chạy trở lại mình tháo ra. Vậy cái máy này nó tương đối là đủ ga, nó không có bị thiếu gì, không có thiếu gì cả, tại vì cái đầu về nó cũng đã đơm nước rồi. Thì cho chúng ta thấy một điều, đúng ra là cái điện thoại nó hết pin nè, cái ampere nó hết pin nè, đúng ra phải có cái này kẹp cái dòng điện vô nữa thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều nha quý vị. Đó, bây giờ mình gắn rồi, bây giờ nó ngắt cái lóc, chứ bà đừng có vội tháo liền, chúng ta đợi cho nó chạy trở lại thì hãy tháo ra. Chứ nếu mà bây giờ mình tháo liền á là cái áp suất cái đằng này rất là cao, nó sẽ bung dầu bung mỡ ra, nó xì tùm lum luôn, ý hiểu không, nó sẽ xì rất là nhiều. Vậy cho nên chúng ta phải đợi từ từ, đợi cho cái lóc nó chạy trở lại và nó tăng tốc trở lên thì chúng ta tháo thì nó sẽ dễ dàng hơn, chứ nếu chúng ta vội qua không có được. Rồi bây giờ sau này nó một thời gian cái lóc nó tăng tốc lên, nó đủ nhiệt độ trong cái nhiệt độ phòng nó cài đặt á, thì bây giờ mình đã chỉnh cho nó thấp xuống để đây tại nó tăng tốc lên. Lúc này cái lóc nó hoạt động, các bạn thấy cái ống đồng nó rung không? Đó, nó tăng tốc lên rồi đó, nó ống đồng đang rung, nó thấy không? Thì cái này khi đó cái ga này nó sẽ được rút lại. Đó, nó rút lại, nó còn khoảng chừng đâu 100 mấy nè, các bạn thấy không? Đó, một chút xíu mà tăng cái độ tăng tốc nó giảm đi, bắt đầu nó sẽ trồi lên trở lại. Nhưng bây giờ chúng ta tốt nhất là mình nên tháo cái ống đo ga, cái cọng dây đo ga lúc này đi, tại vì áp suất nó thấp, mình tháo rồi nó không có văng dầu văng mỡ ra ha quý vị. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Cái máy này tương đối nè, các bạn thấy nó đổ mồ hôi, nó đơm mồ hôi đầu về.
đó, thì chứng tỏ một điều là cái máy này nó không có thiếu thiếu ga, nó đủ rồi. Ở nhà chúng ta kiểm tra vậy, mình mở chỉ cần mở cái nắp nhựa bung ra thôi là mình biết. Nhưng mà thí dụ một trường hợp mà chúng ta gặp cái trường hợp là cái đầu đầu nhỏ đó, là gọi là đầu đi á, nó bị đóng tuyết, thì thường là nó sẽ bị rò rỉ ga ở chỗ đó rồi, chỗ nào đó rồi trong cái máy của mình cần kiểm tra lại. Có thể là bị đầu nóng hay là cục lạnh, hoặc là cái đường ống mình kết nối những cái con tán tán lại với nhau là chưa có đủ độ kín thì nó sẽ bị xì ga. Hai quý vị ha, thì hiện tượng đây cái máy này bình thường, nó nước ở đơm nước đi là độ lạnh ở đầu về đó rồi ok. Còn trường hợp nữa mình sẽ làm video cho các bạn xem là nó nếu mà đóng tiết ở đầu về thì bệnh khác, còn đóng tiết đầu đi là một bệnh khác nữa. Vậy chúng ta cần kiểm tra là mình sẽ cố gắng để thực hiện những cái video đó cho các bạn xem ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo ra, đậy nắp trở lại tất cả cái coi như hoàn tất, tại vì cái máy này không có thiếu ga. Các bạn lưu ý nha. Ok, bây giờ mình đã tháo rồi, mình đậy lại, lau sơ lên cái, rồi mình sẽ tháo ra. Thì các bạn thấy không? Nó tăng tốc, nó mình ngồi kế bên cái máy mình sẽ nghe nó chạy từ 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 từ, nó kêu lớn hơn. Không có nghĩa là nó hư, nó giống như cái máy bay phản lực, nó cất cánh nó đi lên, nó cần phải nén cái lắp bê, nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Đó, cần phải hoạt động nhiều hơn quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn lại như cũ là xong, không có cần phải sạc ga, tại cái máy này nó tốt, nó cho chúng ta thấy là cái hai cái đầu đi đầu về nó đơm nước đủ rồi. Có nhiều anh em mình á, tại cứ cái máy nào tới bảo trì cũng sạc ga, không cần thiết phải như vậy. Nếu mà chúng ta kiểm tra thấy cái lượng ga nó đủ bằng cách là thứ nhất là nhìn bằng dấu hiệu ha, nên cho máy hoạt động ít nhất là 10 phút khi mà nó đá điện xuống cái đuôi nóng cho nó chạy. 10 phút sau mà hai cái đầu đi và đầu về nó đều đơm nước và đổ có độ lạnh hơi lạnh 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 hơi, các bạn rờ cái tay vô biết, thì đó là cái máy nó hiện tượng nó đủ ga rồi, không có cần phải nạp thêm. Mà nạp là phải cẩn thận, phải canh đo đong đếm từ 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 từ, chứ nếu như chúng ta không biết mà xách cái bình ga cho nặng, nạp cho thiệt là nhiều vô thì cái máy rất dễ dẫn đến tình trạng là gãy lắp bê cục lốc, thì lúc đó rất là mệt nha, sẽ rất là tốn kém tiền hoặc là phải mua máy mới á. Bây giờ mình sẽ đậy lại. Tạm thời là ok. Không có gì, tạm thời là ngon lành. Thì đó, để tóm lại chúng ta cần kiểm tra ga thì mình phải có cái điều kiện là vấn đề phải có ampere. Ampere này đây ha. Với lại cái đồng hồ đo ga này, là phải có đồng hồ đo ga này mới được nha quý vị. Thì chúng ta mới biết được cái áp suất ở trong đó. Thì tại này nói chung là mình làm cũng tương đối là lâu rồi, cho nên mình cảm giác thì mình có những cái dấu hiệu mình nhìn mình biết là sẽ nên thế nào, không? Chứ mấy bạn mà thí dụ mà ở nhà mà có mua dụng cụ linh kiện đầy đủ rồi mà cũng chưa có biết cách thì chúng ta phải từ từ mà làm. Thứ nhất á, đối với cái máy này cũng chưa đến nỗi nha, các bạn biết cái hiệu Daikin á, khi mà đụng vô cái đuôi nóng á, nó cái cảm giác nó bị giật, hâm điện nó giật, thì đó là cái hiện tượng cũng bình thường của máy thôi. Tại một cái máy inverter thì nó chạy theo dạng biến tần, thì khi mà nó tăng tốc lên bắt đầu có điện rò rò điện ra từ cái lốc, thì cái đó là cái thiết kế của hãng, mà dường như hãng nào cũng vậy. Mà các bạn biết mấy cái máy nội địa mà của Nhật á, nó còn rò điện còn ác nữa, đụng vô là giật luôn á nha quý vị. Nhưng mà chúng ta đều có cái cách xử lý của nó hết, thì mình sẽ cố gắng làm cái video để chia sẻ quý vị về cách xử lý mà điện giật điện bị rò điện. Nó đơn giản thôi, mình tháo cục nóng ra, những cái linh kiện trong đó, đặc biệt là mình để ý cái cặp dây nối đất của nó, mình cắt bỏ nó rồi
cách điện cho nó an toàn và cắt bỏ luôn cái cọc dây tay trên đầu lạnh thì mọi thứ nó sẽ khác thôi. Còn có trường hợp là người ta đi điện âm mà 3 dây điện nguồn 3 dây á, hai cộng là nóng nguội với cọc dây tay thì chúng ta chỉ cần kết nối với cọc dây tay là xong. Nhưng mà nó dễ dẫn đến hiện tượng là bị nhảy CB ha. Cách tốt nhất là cắt bỏ dây tay ở trong cái cục nóng là coi như là mọi thứ sẽ ok nha quý vị. Rồi thì video ngày hôm nay mình cố gắng thực hiện về cái chủ đề cho các bạn biết là cách để mình kiểm tra ga, nếu mà có thiếu là mình chuẩn bị luôn. Mình chuẩn bị luôn là cái bình ga 410 nè quý vị thấy không? Đó, bình ga 410 nằm đây nè. Thì chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần nó thiếu là mình canh vô, nhưng mà cái nạp ga là nó sẽ không có đơn giản như mình nghĩ đâu nha. Mình nạp từ từ, mình đuổi gió làm sao là mình nạp từ từ để cho khi mà nó tăng tốc là cái lốc nó phải nhẹ. Chứ không có nghĩa là máy inverter rồi mà sử dụng ga 410, ga 32, đặc biệt ga 32 nó còn khó nữa nha quý vị. Mình không biết mình nạp tầm 7 tầm 3 đó nó bứt cái lốc luôn, có nghĩa là đang nén lên thì mình ép vô, mình chưa có tìm ra được lý do, mình ép vô là nó gãy lốc. Mà một khi gãy lốc là xong luôn rồi đó, là máy chạy báo lỗi là coi như là thua rồi đó, giục luôn cái cục nóng đó luôn chứ phải không đâu. Cho nên nó không hề đơn giản, cái này không khuyến cáo mọi người, mình chỉ chia sẻ để biết bạn biết được cái cách thức nhìn nhận một cái máy như mình ở nhà, những cái máy mà ở cái vị trí mà dễ kiểm tra đó, ví dụ thấp vậy nè, hoặc là dưới đất mình kiểm tra dễ, còn mà leo trèo lên cái kiểu vậy nguy hiểm lắm. Các bạn nào không biết á đừng có cố mà làm, mình có thể là nhờ thợ mở ra mình xem, mình coi cái lượng ga đủ chưa. Nếu mà nó có hiện tượng là đơm nước đầu đi đầu về và rờ cái tay vô trong cái van á, mình thấy nó hơi lạnh á, là từ đó đủ rồi đó. Còn cái này mình muốn làm cái video để cho các bạn xem hiểu nó dễ hơn bằng cách sử dụng cái ampe kèm với lại cái đồng hồ đo ga. Nhưng mà cái ampe không may mắn bữa nay nó hết pin, nó hư mà mình chưa có thay đó. Thì đo ga nhìn vô cái áp suất 100 mấy, gần 200 cũng ok, ngon lành rồi, không có đến nỗi nào. Thì kiểm tra như vậy thì chúng ta nếu mà sau khi mình kiểm tra ga rồi mình hoặc vệ sinh máy xong hết, mình cho nó hoạt động ít nhất là nửa tiếng, tệ lắm 15 phút, thì sau đó chúng ta ở trong cái phòng để cảm giác coi là cái độ lạnh nó như thế nào. Thứ hai là ra cục nóng coi nó có tăng tốc hay là không. Thì thường là tăng tốc nó, cái máy nó kêu nó giống như là cái máy bay phản lực mà cất cánh nữa, thì nó cần một cái áp lực cao đẩy lên về, cái lúc đó cái dòng điện trong đó nó quay cái tua rất là nhanh, cho nên nén nó áp lực, nó áp suất nó lên cao lên liền à. Nó sẽ làm nén cho cái độ lạnh trong cái phòng mình nó sẽ đạt là lạnh hơn. Rồi coi như là cái video ngày hôm nay mình làm cái video này chia sẻ với quý vị về cái cách mà kiểm tra ga, nạp ga ha, kiểm tra ga rồi bắt đầu là cho nó ok, ngon lành một xíu. Nhưng mà cái máy này nó ok, nó đủ, chúng ta không cần phải nạp. Đó là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được một cái máy đủ ga hay không. Tại rất nhiều anh em cũng như là một số người dùng và khách hàng của mình, người ta hỏi thăm những cái vấn đề làm sao biết được. Thì cái đây là cái cách, cái kinh nghiệm của nghề mình muốn chia sẻ thế thôi đó. Thì làm sao để kiểm tra được cái máy nó đủ thiếu như thế nào, còn thiếu thì mai mốt mình sẽ có cái máy khác mình làm. Cái trường hợp nó thiếu ga mình sẽ quay video để hướng dẫn các bạn cách nạp ga. Nhưng mà cái này thật sự là không khuyến cáo mọi người ở nhà mà chưa biết nghề và tự làm nha. Đi ra ngoài cửa hàng mua mớ dụng cụ vật tư về tự làm. Cái nạp ga của mấy cái ga của mấy cái máy mà inverter á, nó không hề đơn giản như mình nghĩ đâu. Chứ không phải là gắn vô cái sạc vô nạp như là nạp ga đốt, mà không phải vậy. Nó phải canh theo áp suất, được dựa vô đồng hồ đo ga và dựa vô đồng hồ đo áp suất luôn. Nó dựa vô đồng hồ điện đo dòng điện đó, mình sẽ biết từ từ mà canh từ từ. Đó, chứ không phải là mình nén cho nhiều vô để rồi khi mà nó tăng tốc mình không biết á, mình nạp cho nhiều vô rất dễ, mình dặn lại nha. Khi mà nạp nhiều á, nó gây cái hậu quả mệt lắm, nó rất dễ bị gãy cái lắp bê của cái lốc nén. Và một khi nó gãy lắp bê rồi, các bạn có xác định luôn là rất tốn tiền. Một là thay cục nóng mới, hai bỏ luôn nguyên cái máy, tại vì báo lỗi rồi không có xài được đâu có gì. Cho nên chúng ta cẩn thận chuyện đó nha. Ok, bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái bệnh, những cái dấu hiệu mà nhận biết được. Thì mong rằng qua cái video này sẽ là nguồn thông tin bổ ích cho toàn thể quý vị, những ai đang xem cái kênh của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người, hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và bấm vào nút đăng ký, cũng như là bấm vào cái chuông để chúng ta có thể nhận biết được những cái video mới nhất từ mình nha. Xin chào tất cả mọi người.